Cả nhà ơi, thì ngày hôm nay á, kênh Sáng Bắc Vĩnh Long lại tiếp tục đi mưu sinh nha cả nhà. Thì cả nhà cho kênh Sáng Bắc Vĩnh Long á, lời nói đầu tiên á, thì kính chúc cô dì chú bác và anh chị và các bạn một ngày được dồi dào sức khỏe và làm ăn được nhiều thành đạt nhé. Thì ngày hôm nay đi thăm bảy á, thì đem dụng cụ cũng thường ngày cả nhà ơi. Thì đây là bích nước nha cả nhà. Đó. Còn đây là lúa với chú lưới rồi dụng cụ nhóc trên dưới nha cả nhà, cho nên nó phì lúa lên nhiều nha. Lúa thì hôm nay thăm cái luồng này nó cũng ba mấy cái cả nhà, 40 cái mà, nhưng đợt rồi thăm á cả nhà bị mất hết mấy cái cả nhà. Đây là chú lưới nha cả nhà. Đó. Đây thì lúa, đây chuột nha cả nhà. Đó, thấy chưa. Rồi để bắt đầu thì vô thăm cái đầu tiên luôn cả nhà ơi. Cái đầu tiên mong gần đây có em nào cũng khủng không, mà cũng rất được mong. Ngày hôm nay thì thăm cái luồng 7 này cũng có dính khá khá rồi, đăng cái video lên cho cả nhà xem. 7 đầu, cái 7 đầu tiên hôm rồi ngay đây nè cả nhà, thăm chuyến đầu cũng không có dính luôn. Rồi có không nè, có còn gì không đây, bảy đâu rồi. Rồi cái mùa thu gừng nữa cả nhà ơi, ôi mùa thu gừng này chết gắn cái gì cả nhà ơi, đừng mong chết gắn thì chết chuột đi, thu ịnh luôn á, con lấy gầu chết tiêu gắn cả nhà ơi. Địa điểm này có cái luôn cả nhà ơi, có gì không đây, cái đầu bị thất bại rồi. Cái thứ hai coi, độ nó sạc sạc rồi cả nhà. Nó nguyên chú chuột luôn. Quá hết lúa luôn rồi, vô lúa luôn. Ngoe này im hết sức luôn. Ở đây có con cái luôn cả nhà. Ở đây qua đây có con cái. Dính con gì không đây, thành có hẹ gì không, con gì trời, con gì trời, tội lương nó lục cả nhà ơi. Nó ghê không, ui cúi co gầu lụm mà cả nhà, lụm mà trời ơi, chú hổ ngựa đầu tiên luôn. Đấy, nó ăn về được rồi. Nó ngồi khui nè. Khui. Trời ơi, hổ ngựa. Hổ ngựa này chắc cả 5 lạng cả nhà, 4-5 lạng vậy ạ. Coi nè, coi nó bên cái hôm này nè. Bắt ra luôn. Đây nè coi. Trời ơi, trời ơi, rút liền cả nhà. Ôi, ghê thiệt, cạp nè. Ghê chưa, trời ơi, nó quất. Ôi ơi, đúng là con đực tàu vô nó quất. Nó hết. Vừa quất nó vừa ỉa luôn, tàu vô nó ỉa cúng tùm lum nè. Ghê chưa? Ghê chưa? Ôi. Rồi, thu phục nó luôn cả nhà. Rồi, để bỏ vô rồi đi thăm tiếp nữa nha cả nhà. Con này quất ghê. Rồi, qua đây có con cái nữa cả nhà ơi, lấy bịch lúa con cái. Nắng quá trời cả nhà ơi. Lúc này, trang trang 12 giờ rồi. 12 giờ mấy à, nắng quá. Có con gì không đây, hồ dũng mịt lúa luôn, nắng quá cà lạnh luôn cả nhà. Quá cỡ cả nhà ơi, quá trời rồi, quá cỡ thằng mập rồi, hồ gió ỉa á, quá cỡ rồi, quá sướng rồi cả nhà ơi. Chuột nó cắn nè, đứt dây chân luôn cái nhà. Trời ơi, cái bịch lúa lũng, lũng nước hết trơn rồi. Một cái tàu, ui, khui, trời ơi, con nè cả nhà ơi. Vô nó chảy nước miếng luôn rồi, nói chuyện chảy nước miếng luôn rồi. Vô con này vô lâu rồi nè cả nhà. Con nè, ông kẹ ơi,
con này cả ký rồi cả nhà ơi, một ký luôn rồi, coi nó bẹt cái này cả nhà, ui nó đã, đang xì ly luôn rồi, sắp lọt luôn cả nhà, rung tay luôn cả nhà ơi, ui ui nó đã, ui sướng rồi nè, gài hôm rồi nè cả nhà, ngắt luôn. Nó sướng nha, quá đã cả nhà ơi. Còn qua đây nè con, rồi ui cái hôm nó nằm ở dưới tiêu rồi, rồi con này cái ký cả nhà ơi, gạo rồi, quá sướng rồi. Đi. Bỏ qua ừ. Bóp cái hòm vô đây. Bóp cái hòm nhỏ lại vô này cho chắc ăn. Rồi, qua đây nè. Qua cỡ cả nhà ơi. Quá mấy nè, tàu đâu. Ừ nó. Nó. Ừ, bỏ ra. Đường nó không bỏ ra. Tàu nó dùi nữa. Dùi nữa. Trời ơi nó dùi rồi cả nhà ơi, coi nè ông cày ơi, con rắn. Trời ơi, tàu con rắn cả ký rồi cả nhà ơi, sướng rồi nè. Trời ơi nó miết mình nè. Trời ơi thứ gì mà chịu nổi, con rắn hết rồi. Cả ký luôn cả nhà, địch kìa. Trời ơi nó địch kìa, tẹt 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 luôn rồi nè. Trời ơi nó sướng. Hàng khủng nha cả nhà. Này trúng hàng khủng luôn rồi nghe. Đó coi nè. Cái phanh có cái ghê mình không? Rồi, quá đã rồi. Còn nữa con hành nha cả nhà. Để đi thăm tiếp tục nữa cả nhà ơi. Quá trời đã rồi. Qua đây có cái nữa cả nhà ơi. Mới đóng em quá trời đã. Biết phải ngay đây không nữa. Rồi ngay đây nè cả nhà ơi. Nó có đấm con nữa nè. Ở đây im lắm cả nhà. Rồi không có cứt đáy hết trơn. Chuột đâu? Rồi nguyên chú chuột luôn nè. Hết ham thiệt. Quá hôm luôn. Vô lúa luôn cả nhà ơi. Quá hôm lại tiêu. Chụp ngọt coi. Vô đây có cái nữa cả nhà ơi. Quá đã rồi. Quá đã, rắn to nãy cả nhà ơi. Mới thăm cái cũng chất ngoại, còn cái này thăm cái nữa nè. Sau đây có sướng sướng gì không? Rồi cái gì ta? Ừ gùi cả nhà ơi, có gùi rồi. Rắn chết nữa rồi quá. Rồi dính nữa cả nhà, dính nữa rồi. Dính nữa rồi, dính hổ hành nữa rồi. Ôi, nó kẹt cái đầu này nè. Ừ, chuột chết. Rắn kẹt đầu luôn. Hết ham thiệt. Để mình cứu mà được không? Ủa, ra luôn cả nhà. Để mình bớt thôi, mình bắt luôn nha. Rồi, ra đi. Biết sao gắn đực không cả nhà? Cái đuôi con gắn nè, nó dài nha. Cái đuôi con gắn đực là nó dài hơn con gắn cái. Gắn cái nó mập thù lù mà nó cục nha cả nhà. Này gắn đực nè. Rồi, để đặt lại rồi đi thăm tiếp nữa cả nhà. Vậy cũng ngon rồi nha. Địa điểm này con cái luôn cả nhà ơi. Mệt quá trời mệt à. Nắng lội mệt quá. Có còn gì không đây? Tích lợp cái nữa coi. Lấy tinh thần cái nữa coi. Cứt không? Cứt gì không? Rồi không có cứt cả nhà.
Rồi, nguyên chú chuột luôn. Nguyên chú chuột luôn. Không biết còn chú chuột không đây nữa. Còn ở nhà. Nhiều lúa luôn. Ôi dồi, mang kính đen lên tay mình rồi nè. Hết thân rồi. Đây con cái nữa cả nhà ơi. Cái này bố hổm. Chất ngọt hay nhớ, chất ngọt có dính con hổ ngựa vậy. Cũng quên rồi cả nhà. Lâu quá. Nãy không có dính nè. Bữa nay không biết có cái gì không đây. Gột. Chất ngọt. Gột này te luôn, nguyên chú chuột luôn nè cả nhà. Đây im quá trời không dính. Rồi. Để mình chứ mình cứ để đây mình chào lên đây nha, chào đi chuột bay bao hết trơn này. Rồi đi tiếp nữa, đây con cái luôn cả nhà ơi. Mình bỏ cái vỏ lúa ngoài xe rồi đi vô đây, xách vỏ lúa nặng quá cả nhà ơi. Vô cái lọt khổng lồ này cái rồi xong rồi cả nhà ơi. Tiêu rồi. Kiểu này thấy đạp chầm nhẹp hết trơn, không biết còn lọt không nữa. Ta ruộng á cả nhà, ta ruộng ba cây dừa chết á. Mình đặt ngay đây nè. Nó còn. Rồi nó đặt dấu rồi nè. Lì hơn. Còn không có gì cả nhà. Có gì không đây. Chuột con. Rồi. Hành khủng nữa cả nhà. Ủa. Quá trời này. Quá trời hành luôn rồi. Ôi ôi nó ỉa này cả nhà, thấy không? Quá trời. Ôi, đầu vô này cả ký nữa cả nhà ơi. Coi nè. Ôi ôi coi nè, ỉa nè. Chưa. Đầu vô trời. Rồi. Thủ thằng không? Phải đạp đã ra tiêu rồi cả nhà. Ui trời nó đã nè. Lọt 8 vuông nha cả nhà. 8 vuông mình được mấy cái nè. Được rồi mình căng mình bắt con rắn bự ở trên phù ly cho nó. Rồi mình không có đặt cho nó mình đem về đây nè. Rồi vô con này cả ký nữa cả nhà. Quá đã. Quá sướng rồi. Ra không? Bên đây nè. Đó. Cả ký nữa cái nhà ơi, con này nó ỉa. Ui ô nó đã. Hai con rồi nha ơi, con này nó sướng chưa. Cận cảnh sát bên luôn nè cả nhà. Ui ô nó đã con này. Con này vô lâu nè cả nhà. Vàng hết trơn nè. Nó vàng cái mịn trơn luôn thấy không. Quá trời sướng luôn. Rồi hai chú bành kia nha cả nhà. Ui quá sướng, quá sướng, quá đã. Còn gì bằng. Nè cả nhà ơi, vô chốc dãy chân nè ha. Quậy á, rồi. Để đi thăm tiếp nữa cả nhà ơi, quá trời đã rồi. Vậy đây có một cái nữa cả nhà ơi, để nó lúa một cái. Này nè. Vô vườn cam con luôn nha cả nhà. À, chân cái đường này im quá nè. Cho nên mình đặt luôn. Có dính con gì không đây nè. Ngay đây nè cả nhà ơi. Có con gì không? Rồi không có kích đá nha cả nhà ơi. Rồi. Con gì đây? Trời ơi con hổ ngựa cả nhà ơi. Hổ ngựa á. Bắt ra luôn. Kệ có hổ ngựa là được rồi. Còn gì bằng 1, 2, 3. Tàu luôn, hổ ngựa cái nữa cả nhà. Đây nè. Con này chắc cả 4-5 lạng nha cả nhà. Nó thịt đó. Mình dán tay áo lên rồi. Chắc nó quất mình quá. Quất phải chịu thôi. Bây giờ chưa cho nó phụng mình rồi kìa. Cái này đó nha đó. Nó cắn vô túi áo mình luôn nè. Ghê chưa?
Rồi, mình đã thu cục nó rồi nha. Nó kịch 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 luôn. Nè cả nhà, mình đã thu cục rồi nha. Nó quấn vô giò mình luôn rồi nè. Chưa? Nè, quấn vào đây luôn nè. Rồi, để mình bỏ vô rồi mình đi thăm tiếp nữa cả nhà ơi. Rồi, tới cái bẫy luôn cả nhà ơi. Cái bẫy này hôm rồi mình nói á, là đợt đó mình thăm không dính cả nhà. Rồi mình nói đợt này, đợt sau này thăm thế nào cũng dính nè. Thử mình dự đoán thử xem sao nha. Thử đi. Hên không? Có chút đáy không? Gồ trong lỏng cả nhà. Về mà cũng không có luôn. Ôi ôi, hèn chi con chuột nó ngủm tiêu rồi. Chuột nó ngủm tiêu còn nó vô con mối giống nè. Uổng. Điểm này cũng còn hai cái nữa cả nhà ơi. Hai cái nữa là cuối cùng luôn nha. Hai cái nữa là hết bẫy. Cái bẫy này cũng bự bự nè. Cái bẫy này là cái bẫy bự nha cả nhà. Có không đây? Bữa nay có cái gì không đây? Để tức bay ngoài cái cây. Gỗ bữa nay không bắt rồi cả nhà. Không có gì chơi. Chuột đâu? Chuột ngủm hay gì vậy? Còn chuột luôn. Chết quá rồi. Rồi, còn cái nữa nghe. Cái bẫy này mới hổm là dính cặp hôn ngựa này cả nhà. Bữa nay không biết sao nghe. Này chưa biết nữa. Còn mong bữa hổm cặp hôn ngựa bữa nay con hổ hạnh thôi cũng được. Hút con hổ hạnh coi. Nặng nặng tay cái cho đã coi. Không biết còn bẫy không nữa đây nặng. Để cứ tung ra ngoài cái coi. Rồi. Sạc sạc là thấy rồi. Ngọt luôn cả nhà ơi. Rồi ôi nó đã. Bữa hôm đóng cặp hổ ngựa hôm nay chất ngọt luôn rồi. Chưa đâu. Hổ hạnh chưa đi tới nha cả nhà. Đóng hết cặp của ngựa rồi. Chờ đợi hổ hạnh đi. Rồi cả nhà ơi, cho cả nhà xem số gắn ngày hôm nay nha. Hết lúa luôn rồi kìa. Có đem cái cần nữa nè. Đó. Bỏ ở đó qua một bên đi. Rồi ngày hôm nay đây. Thứ dữ không nha cả nhà. Quá đã luôn. Hai con này cũng con cũng cả ký nha cả nhà. Tại mình không có cân á. Ủa mình không có đồ mà cân viên đó cả nhà. Ủa cái này à. Con này chắc ăn cả ký luôn. Con này nè. Ghê không cả nhà. Rồi để cân tổng quát luôn nha cả nhà. Rồi ngày hôm nay chắc cũng được khá khá cả nhà ơi. Chắc cũng được khoảng 4 ký nữa. Dự đoán thôi nha cả nhà. Để móc vô mới biết. Quạt bữa nay sướng sướng này, bữa nay có hành bự. Hôm qua đi chất ngoạt không có hành con hành bự nữa chứ. Cái gì sạc 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 cái nha. Ủa nè. Ghê chưa? Ghê chưa cả nhà? Bành kỳ luôn nè. Rồi, để cân cái coi. 1 2 3. 1 2 3. Trời ơi, nói xong ngay chân nha cả nhà. Túm hở lên luôn là 4 kg đúng luôn rồi cả nhà. Nhà thấy không? Đó, máy này là lấy nét được không đây không biết. Lấy nét rồi nọ 4 kg luôn cả nhà ơi. Quả đã nói 4 kg ngay chân luôn. Công nhận được chứ. Đoán cái nó quen cái gì cả nhà. Quá trời đã luôn mà. Chứ con hai con này hai con bự đó cả nhà. Cái con cũng cả ký á. Sướng rồi. Ngày hôm nay thì vậy là thấy ấm áp này ha. Rồi cả nhà ơi, cả nhà có xem qua cái đoạn video á thì rất mong được cả nhà ủng hộ cho kênh Săn Bắt nha. Và nhớ ấn chuông để nhận những cái video mới của kênh Săn Bắt Vĩnh Long nha cả nhà. Rồi chúc cả nhà xem cái đoạn video này thật là vui vẻ. Chào tạm biệt cả nhà luôn ha.